Dạ rồi, xin chào anh chị em khách hàng đã quay trở lại với kênh của Kho Hàng Thành Phước. Thì hôm nay em mới vừa về lại cho anh em mình là một cái lô đàn guitar hàng nội địa Nhật luôn nha anh em. Đó thì đây là những cái cây đàn guitar của thương hiệu là Yamaha ha, hàng nội địa Nhật và sản xuất tại Nhật luôn. Rồi thì những cái cây này là tình trạng đã qua sử dụng rất là lâu rồi nha anh em. Những cái mẫu đàn này ở Việt Nam nếu như anh em thấy đồ mới là tất cả đều là đồ nháy thôi, nó không còn đồ mới đâu. Đó thì cái này là những cái cây đàn này là tuổi thọ của nó đã không còn sản xuất khoảng là mười mấy năm nay rồi. Rồi thì bây giờ em sẽ giới thiệu qua từng loại cho anh em mình lựa chọn luôn nha. Rồi trước tiên nè, trước tiên thì ở đây em có, đây là cái cây số 1 ha. Đây này là cây Yamaha ha. Yamaha, nó cái mã nó là G85D. Rồi thì như anh em thấy logo Yamaha ha, những cái phím của nó còn rất là ok luôn nè. Rồi thì tình trạng con này cũng tương đối rất là đẹp ha. Phía sau lưng của nó thì nó có trầy nhẹ nha anh em. Đó, trầy nhẹ ha. Những cái này thì anh em biết rồi, nó cái mặt ván như vậy, thí dụ anh em mình sử dụng hoặc nội mình để tới để lui thôi là nó cũng dễ bị trầy nữa. Thì trong quá trình người ta sử dụng nó bị trầy là bình thường nha. Rồi cái này là nó là sử dụng cái dây của nó là dây dây ni lông nha anh em. Cái này là cái dòng nó là dòng acoustic nha. Nó đàn đệm dây ni lông acoustic. Rồi thì cái này thì bên em đang bán với giá là 2.9 triệu nha anh em. Mã số 1 Yamaha, nó G85D, giá là 2.9 triệu nha anh em. Tình trạng là khoảng 90% như em quay. Rồi tiếp theo tới mã số 2 thì cũng gần giống như cây mã số 1 luôn, cũng là dây ni lông, rồi cũng Yamaha, cũng còn rất là đẹp luôn nha anh em. Nói về anh em lên dây lại là xài thôi. Phía sau nó thì nó cũng có trầy nhẹ nha. Rồi thì cái cây này á là Yamaha, cái mã của nó là G80A, mã số 2, giá là 2.8 triệu nha anh em. Đó, anh em mua về để tập chơi đàn hoặc trưng bày, sưu tầm, biếu tặng gì cũng rất là ok luôn nha anh em. Rồi tiếp theo tới cây bên đây, hai cây bên đây thì nó sẽ cao cấp hơn bởi vì nó là thuộc cái dòng khác và đi kèm nó có luôn cho mình là cái hộp đựng ha, cái hộp đựng cứng cho nên nó bảo quản cây đàn rất là tốt. Cái cây này á, đầu tiên thì em giới thiệu cho anh em là cái cây này. Đó, cây này là cây nó máy in Japan anh em thấy không? Nó FG250D. Rồi cây này thì nó là dây sắt nha anh em. Đó, nó là dòng acoustic dây sắt. Đó, âm thanh nó rất là hay luôn ha anh em. Rồi tổng thể của cây này thì em nói rồi, rất là đẹp ha. Rồi mặt sau nó, những cái phím nó đều có chữ Yamaha nè. Rồi phía sau nó cũng bị trầy nhẹ xíu nha anh em. Đó, nó cũng bị trầy nhẹ xíu, nhưng không đáng kể và đi kèm nó có cái hộp luôn cho mình nha. Rồi cái này là cây mẫu số 3, giá của nó là 7.5 triệu nha anh em. Đó, 7.5 triệu. Tiếp theo tới cây mẫu số 4 là cây cao cấp nhất nha. Cây này á, là cái mã của nó là FG300D, nó cao cấp hơn cây kia luôn. Nó máy in Japan nha anh em. Rồi thì cái này á, anh em thấy cái phím của nó cũng bằng mạ vàng nè. Đó, phím của nó Yamaha Japan ha, nó cũng mạ vàng, nó rất là đẹp luôn anh em. Rồi phía sau nó thì nó cũng bị trầy nhẹ thôi. Nó nói anh em mà mình dựa vô tường, mình để dựa qua dựa lại thì nó cũng bị trầy là bình thường nha anh em. Rồi, mọi thứ đều rất là hoàn hảo. Âm thanh cây này thì quá là tuyệt vời luôn, không cần phải bàn luôn á. Em gảy thử cho anh em nghe luôn. Đó. Quá là hay, đi kèm nó có luôn cho mình cái hộp cứng nha. Rồi cái con này thì mã số 4, giá là 8 triệu nha anh em. Đó, hai cái con này á, thì em có đi kèm cho anh em cái túi vải nha. Ở bên Nhật về cái túi vải cũng cũng mềm, nhưng mà có sao thì em gửi cho anh em vậy luôn. Rồi thì em báo giá lại ha, cây mã số 1 Yamaha, giá của nó là 2.9 triệu, cây mã số 2 giá 2.8 triệu, cây mã số 3 là 7.5 triệu, cây mã số 4 là 8 triệu nha. Anh em nào mà mình quan tâm tới mẫu đàn guitar thì cứ vui lòng inbox hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giúp em luôn nha anh em. Đó, anh em mình có thể mua trưng bày, sưu tầm, biếu tặng hoặc là tập chơi guitar gì rất là hay nha. Rồi, những cái mẫu đàn bên Nhật về mà đẹp như vậy cực kỳ hiếm luôn. Rồi anh em mà mình quan tâm cái mẫu này thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giúp em nha. Rồi em cảm ơn và hẹn gặp lại các anh em trong mấy cái video sắp tới ạ.